Thưa các vị lãnh đạo của xã, của thôn, kính thưa các cụ, các bác, các bà, các ông, các chị, các anh. Tôi hết sức xúc động được quê hương, được đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là người con của làng gieo duyên, chấp nối để hôm nay được phép thánh của làng, được phép các vị lãnh đạo, được phép của tất cả các cụ, các ông, các bà đứng ở đây. Trước là hầu thánh, sau là hầu chuyện tất cả các cụ, các ông, các bà, các chị, các anh. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, bây giờ xin quý vị hãy cùng tôi nhìn lên chốn cao xanh kia. Trời quang mây tạnh, gió hiền hòa, nắng ấm. Nhưng mà chỉ một hai ngày nữa là sẽ có biến động về thời tiết. Nhưng bây giờ, lúc này, chính là thiên thời thuận lợi cho chúng ta họp mặt ở đây. Xin các cụ hãy cùng tôi một lần nữa nhìn ra xung quanh đây. Đồng ruộng tươi tốt, cây cối xanh lam, kiến trúc nhà cửa đẹp đẽ, ổn định. Thưa các cụ, đấy là địa lợi. Thiên thời, địa lợi rồi, thì điều thứ ba, xin hãy nhìn vào chính tấm lòng của mình. Những khuôn mặt mà tôi đã thấy được ở đây, tươi đẹp, sáng sủa, kính cẩn và đầy ánh hào quang của tấm lòng chân thiện mỹ. Thưa, đấy là nhân hòa. Như vậy, hôm nay, giờ này, tại đây, chúng ta đang hội đủ tam tài thiên địa nhân. Mà thiên là thiên thời, địa là địa lợi, và nhân là nhân hòa. Đấy là một điều tốt đẹp vô cùng, ít khi, ít nơi mà như hôm nay, như tại đây chúng ta có được. Xin được một lần nữa tạ ơn thần linh, đức thánh, trời đất, cảnh quan và lòng người của quê ta. Kính thưa các quý vị, chúng ta hôm nay ngồi ở đây để nói chuyện, để bàn bạc với nhau về cái tòa miếu, cái ngôi kiến trúc tín ngưỡng văn hóa tâm linh mà thôn Đại Đồng, làng Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình của chúng ta đang sở hữu, đang hưởng phúc và đang lo toan cho cái công trình văn hóa tâm linh linh thiêng đẹp đẽ này. Tôi bây giờ là lần thứ hai được đặt chân đến đây. Lần thứ nhất đã lâu lắm rồi, 30-40 năm. Khi ấy tôi đang còn trẻ, và nhân dịp khánh thành
nhà văn hóa huyện Đông Hưng, các đồng chí lãnh đạo huyện, chắc là cách đây bây giờ là đã được đến 7-8 khóa rồi. Các đồng chí ấy, ngày ấy, cầu mong cho vẫn còn sức khỏe, vẫn còn tồn tại và phát huy các giá trị của những người con của Đông Hưng ở thời điểm bây giờ. Nhưng mấy chục năm trước ấy, tôi không nhớ được chính xác nữa, lần thứ nhất tôi được về đây, và lần đầu tiên khi đến đây, cũng như hôm nay, lần thứ hai khi đến đây, thì đều có một cái cảm giác, xin thưa với tất cả các quý vị, là nó rất nhạy cảm. Tôi năm nay là đã ở vào tuổi 90 và đã có gần 70 năm, chính xác là 65 năm làm việc khảo cổ học, sử học ở Viện Hàn Lâm Khoa học Nhà nước, ở Viện Sử học Quốc gia, mà tôi là người vào năm 1960, tức là 63 năm về trước, có tham gia vào việc thành lập. Trong cuộc đời làm khảo cổ, làm sử học 65 năm, thì tôi đã tự tích lũy được cho mình và được thánh thần, tiền bối, anh linh của các bậc tiên tổ phù giúp, khiến cho ở trong tâm linh của mình thể hiện ra ở cái hình hài của mình, là mỗi khi đến một cái chỗ mà nó là địa linh sinh nhân kiệt, tức là đất thiêng, thì lập tức cái làn da này nó nổi da gà lên. Cái cảm giác lần đầu đến đây và hôm nay lần thứ hai đến đây đấy, đều thống nhất là có cái cảm giác như nhau, giống nhau, về một cái miền đất thiêng. Vì thế tôi xin phép thần linh, thánh thiện và các cụ, các bà một lần nữa được đứng ở đây, xin phù hộ độ trì cho tôi có sức khỏe để hầu thánh, hầu chuyện các cụ trong vòng một thời gian ngắn mà vẫn sáng suốt, vẫn bình yên, để thưa những cái điều cần thiết với những người dân, những công dân, những thần dân của thôn Đại Đồng, xã Đông Á hôm nay. Thưa các cụ, thưa các ông, bà, thưa các chị, các anh, chúng ta đang là thần dân của một vị thần linh, nữ thần, mà đã hóa thân thành một vị công chúa thời nhà Trần, thời vua Trần Duệ Tông. Đây là một nàng công chúa có nguồn gốc lịch sử là cành vàng lá ngọc của vương triều nhà Trần. Công chúa như sử cũ chép rất có công trong việc cứu vớt sự suy vong, sự khó khăn của vương triều nhà Trần ở cuối thế kỷ 14, sau thời gian thịnh vượng, anh hùng đầy hào khí Đông A của thời đại nhà Trần ở buổi đầu. Bây giờ đến cái lúc cuối thế kỷ 14, sau gần 200 năm tồn tại, thì nhà Trần đã có dấu hiệu suy vi, và người cứu
cho nhà Trần khỏi những cái nạn ở cái buổi suy vi như thế, thì chính là nữ thánh làng ta. Có một cái cuộc bạo loạn của người họ Dương tên là Nhật Lễ, vốn là diễn viên tuồng, nhưng mà vì được sủng ái cho nên lọt vào cung đình nhà Trần và làm loạn. Người dẹp loạn Dương Nhật Lễ chính là công chúa Đức Thánh làng ta. Như vậy, điều đầu tiên, chúng ta được làm thần dân của một vị thần linh vừa có công với nước, vừa là linh thiêng trong cõi cao xanh kia. Thứ hai, làng của chúng ta lại có vinh dự nhận về và hầu hạ một vị nữ thánh nữa, đó là Ỷ Lan Nguyên Phi ở thời nhà Lý. Cái chữ Nguyên Phi này là chỉ cái thang bậc đầu tiên của một cô gái bình dân, lao động cần cù, nhưng mà trí tuệ thì thông sáng và sức lực thì mạnh mẽ. Đấy là cô gái họ Lê, tên là Thị Yến, hoặc còn gọi nữa là Thị Khiết. Nhưng khi gặp vua Lý Thánh Tông, khi ngài đi cầu tự, thì cô gái bình dân họ Lê này đấy, đã lập tức lọt mắt xanh của vua Lý Thánh Tông và được đưa từ làng Thổ Lỗi. Thổ là đất, lỗi là cái đống, cái gò. Một cái làng mà có tên là Gò Đất, tức Thổ Lỗi, thì nó không được đẹp. Cho nên vua Lý Thánh Tông đã lập tức ban ngay hai mỹ tử. Một là đổi làng Thổ Lỗi thành ra làng Siêu Loại, tức là loại siêu, loại một, mà trên cả loại một. Và thứ hai, từ cô gái bình dân họ Lê tên là Thị Yến hoặc Thị Khiết như thế đấy, thì ngài ban mỹ tử cho cô ấy là người tựa vào gốc lan vương giả thơm tho, chính là Ỷ Lan. Tựa thì là ỷ, và lan thì vẫn là cái cây hoa thơm mà chúng ta đang chứng kiến. Và cấp bậc được phong là Nguyên Phi. Chúng ta biết trong thế giới của hậu cung của những người phụ nữ ở triều đình thời nhà Lý, cũng như nhà Trần, cũng như nhà Lê đấy, thì các vị nữ ở trong cái thế giới hậu cung ấy thì được chia ra làm ba cấp. Cấp thấp nhất thì gọi là tần, và cái cấp tần ấy thì có 9 bậc, cho nên gọi là cửu tần. Từ cái cấp tần ấy qua 9 bậc mà người phụ nữ lọt vào trong thế giới cung đình ấy vượt qua được, thì lên đến cái cấp 2 gọi là cấp phi, và có 3 bậc của cái phi như thế, cho nên gọi là tam phi, để ứng với cửu tần. Và như thế cái cấp và cái bậc đứng đầu hàng tam phi đấy, thì đấy là Nguyên Phi. Cô Ỷ Lan được phong ngay lập tức, không phải qua 9 nấc của cái cấp tần, cũng không phải qua 3 nấc của cái cấp phi, mà làm luôn Nguyên Phi. Như vậy chỉ đứng sau cái cấp cao nhất là cấp hậu, tức là hoàng hậu. Đấy là cái cấp bậc, cái danh hiệu Ỷ Lan mà quê hương chúng ta rước về để tôn thờ, sánh cùng công chúa Trần Triều. Vậy là chủ đề tín ngưỡng của ngôi miếu và của làng chúng ta đấy,
là vô cùng tốt đẹp. Chính là vì cái chủ đề này mà chúng ta đã nhận được cái sự công nhận của nhà nước vào năm 2002, cách đây đã 21 năm, là cái miếu giàng này được xếp vào hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Bây giờ thì tin vui đã đến với mọi người. Nhờ thần linh phù trợ, nhờ công sức của các cán bộ và của nhân dân quê ta đấy, thì đầu năm 2023 này chúng ta vừa thành công ở cái việc được xếp hạng, nâng cấp lên từ chỗ là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh lên đến cái cấp quốc gia, và chúng ta đang chuẩn bị để làm cái lễ rất lớn đón bằng công nhận, làm vẻ vang cho quê hương, làng mạc và từng hộ dân, từng cá thể của quê hương, cũng như làm vẻ vang cho Đức Thánh của làng ta. Như vậy, trong thời gian chuẩn bị như thế, chúng ta cần những điều gì để xứng với lại cái tấm bằng mà gọi là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia? Thưa quý vị, như vậy chỉ còn một cấp nữa thì giống như Nguyên Phi Ỷ Lan, chỉ còn một cấp nữa là trở thành cấp hoàng hậu. Chúng ta bây giờ đã lên đến hàng phi, tức là hàng cấp quốc gia rồi. Chỉ còn một bậc nữa là chúng ta tới cái hàng quốc gia đặc biệt. Trong khi hướng tới cái cấp cao nhất như thế đấy, thì chúng ta vui mừng chuẩn bị đón và làm sao cho xứng với lại cái cấp thứ hai là cấp di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Sau khi đã được nâng lên và vượt qua cái cấp thứ nhất trong thời gian 21 năm qua là cấp tỉnh. Tôi đã được Đức Thánh phù hộ độ trì, được các quý vị cho phép làm một cuộc khảo sát lướt qua rất nhanh, nhưng với cái nhạy cảm của một người đã 65 năm làm việc hậu thánh, xếp hạng các di tích như thế này đấy, thì tôi đã nhận thấy mấy cái điều mà có lẽ từ đây đến lúc đón bằng chúng ta nên gấp gáp bổ sung, sửa sang, chuẩn bị cho kỹ để xứng đáng với lại cái cấp di tích lịch sử văn hóa quốc gia, và đồng thời đấy, Đức Thánh của làng ta đấy, cũng hài lòng về cái sự chỉnh chu, tôn vinh, hầu hạ, phụng sự cho Đức Thánh của làng. Như vậy thì có mấy điều như sau. Thứ nhất, về cái nền đất, chúng ta đã rất là thận trọng và sáng suốt chọn cái loại gạch mà gọi là có thể là gạch Bát Tràng có đúng không? Vâng, để lát sân, để lát nền, và cả trong hậu cung nữa, chúng ta đã phủ kín cái lớp gạch của nền thủ công gốm sứ ở Bát Tràng, và bây giờ thì nó nhân bội lên thành một thứ nguyên vật liệu mà thích hợp để lát nền cho các công trình. Tôi đã đi thăm khảo sát một số cơ sở tín ngưỡng văn hóa tâm linh, thì thấy ở đấy các cụ ở làng cũng như các công dân của làng ấy, vì quá mến chuộng Đức Thánh của làng mình,
Cho nên muốn cái di tích của mình cũng phải lộng lẫy. Cho nên đã tìm những viên gạch hoa để lát như thế này. Và như thế, cái di tích cổ truyền mang đầy tính dân tộc ấy, trở nên hiện đại, nhưng mà lai căng. Rất may thần linh phù trợ và tâm hồn trí tuệ sáng suốt của các cụ, của các đồng chí lãnh đạo, của mọi người ở đây đã chọn đúng cái nguyên vật liệu để lát nền cho di tích thiêng liêng của chúng ta. Và như thế, điều đầu tiên được ghi điểm, ghi nhận là cái việc chúng ta đã làm đúng cái sự lát gạch, lát nền cho di tích. Nhưng có một điểm, cái nguyên tắc để tạo những kiến trúc linh thiêng như thế này đấy là thông tam giới. Di tích ở giữa như phải có cái trách nhiệm là thông được lên tới trời xanh và thông được xuống lòng đất âm ti địa phủ. Ta gọi cái đó là thông tam giới. Bây giờ thì chúng ta đã lát và đã lát đúng, nhưng mà phạm vào một điều là đã bịt kín cái sự thông tam giới như thế. Thưa các cụ, rất nhiều di tích bây giờ dù có tiền, dù muốn hiện đại, nhưng mà họ vẫn để đất mẹ lộ ra như thế. Và những người làm lễ thì đến chỗ linh thiêng này thì bỏ giày, bỏ dép, bỏ tất, bỏ những cái thứ mà nó ngăn cản sự tiếp xúc của cơ thể con người xuống đến cái bàn chân, tiếp xúc với đất mẹ trực tiếp như thế, để nhận cái sự ấm áp hoặc mát mẻ hoặc linh thiêng của đất mẹ. Ở đây chúng ta đã làm đúng, chọn được những viên gạch của văn hóa của truyền dân tộc để lát, nhưng mà chúng ta đã bịt kín mất cái sự thông tam giới. Đất mẹ đang ở dưới cái lớp gạch như thế này. Bây giờ giải pháp là thế nào? Một ngày gần đây, xin các vị quản lý phụ trách thủ nhang và khánh tiết của ngôi đền, với sự cho phép của lãnh đạo xã, thôn, ta làm một cái lễ nhỏ cẩn mật, linh thiêng ở chỗ hậu cung, và chọn cái chỗ gầm của nhang án của hậu cung ấy, làm lễ rồi ấy, thì khéo léo nhẹ nhàng cậy một viên gạch lên. Như vậy là ta mở được cái sự thông tam giới. Đất mẹ lộ ra, hiện ra ở chỗ đó. Viên gạch đang bịt kín ở chỗ hậu cung, chúng ta làm lễ nhấc đi và để một cái khoảng đất mẹ hiện ra ở cái chỗ linh thiêng ấy. Đấy là đề nghị thứ nhất của tôi. Vừa rồi tôi đã cùng các vị chức sắc và phụ lão cẩn trọng, uy tín làm lễ tấu cáo cùng thần linh. Nhưng mà ở các nơi khác, khi chúng tôi và chính tôi làm lễ đấy, thì luôn luôn làm lễ trong tiếng trống và tiếng chiêng. Thưa các vị, trống còn có tên gọi nữa là trống sấm, tức là tiếng gọi của trời, và chiêng hay là chuông, tức là trung trinh, chuông chiêng ấy, là lời thưa của đất. Trống là tiếng gọi của trời,
Chiêng hay là chuông là lời thưa của đất. Đánh trống khua chiêng là để tấu cáo cùng trời đất, và đặc biệt xin trời mở cửa để chứng giám, để phù hộ cho sự nghiệp của chúng ta. Mà thưa các cụ, trời theo quan niệm cổ truyền thì có 108 cửa. Vậy là chúng ta phải gióng trống khua chiêng 108 điểm để gõ đúng vào 108 cái cửa trời, xin trời mở cửa ra. Vậy là sự cần thiết của trống và chiêng là như thế. Nó dẫn tới hai hệ luận. Hệ luận thứ nhất, đặt trống và chiêng ở đâu? Nhiều nơi chúng tôi đi thăm, đi khảo sát thì thấy cứ có trống, có chiêng là treo lên, mà không biết cái vị trí cần và đủ và đúng để treo trống, đặt chiêng như thế nào. Vậy là xin thưa cái nguyên tắc mà rồi đây với công đức của mọi người, chúng ta sẽ nhất thiết cần thiết sắm cho kỳ được một đôi trống và chiêng. Ở đây tấm lòng của mọi người cùng với lại khả năng tài chính của mọi người, tôi nghĩ chúng ta thừa đủ để sắm một đôi trống lời gọi của trời, chiêng lời thưa của đất. Sắm xong rồi thì ta về đặt ở đâu? Thì có một cái nguyên tắc. Đầu tiên là cái vị trí của Đức Thánh. Có một cái câu nói nguyên tắc về vị trí của Đức Thánh, ấy là thánh nhân nam diện nhi thích thiên hạ. Đã là Đức Thánh thì phải hướng mặt về phía nam để mà nghe việc trong thiên hạ. Như vậy Đức Thánh ngự hướng mặt về phía nam thì tả trung hữu cổ, tức là bên trái là chỗ đặt chiêng và bên phải là chỗ đặt trống. Một khi chúng ta đã sắm sanh lễ vật với lòng thành là cái đôi âm thanh tiếng gọi của trời, lời thưa của đất, thì mang về đây xin nhớ cái cách treo vị trí là ở phía bên trái, tả là chỗ đặt chiêng, bên phải hữu là chỗ đặt trống, tả trinh hữu cổ. Xin nhớ cái nguyên tắc ấy. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ đến điều thứ hai, chúng ta sẽ gióng trống khua chiêng như thế nào? Thì ở đây chúng ta đã có đội tế nam quan, tế nữ quan, có các cụ trưởng lão, có các bậc cao niên. Thì xin nhớ cho cái nguyên tắc mà tôi vừa mới thưa ở bên trên. Đánh trống khua chiêng là tiếng gọi của trời, lời thưa của đất để xin mở 108 cửa trời. Cho nên trống phải đánh trước, chiêng đáp lời đánh sau, và 108 điểm. Nhưng mà 108 lần đánh trống khua chiêng thì nó dài quá, nó lâu quá, cho nên đã có cái nguyên tắc chia cái cấu trúc 108 thành 3 hồi 9 tiếng. Và như thế chúng ta tấu đánh trống khua chiêng
một phần ba trong cái cấu trúc ba hồi chín tiếng là vừa đủ tượng trưng cho việc xin mở 108 cửa trời. Và như thế đấy là tiết kiệm được thời gian. Thời gian đánh một hồi ba tiếng thay vì ba hồi chín tiếng, nó tiết kiệm được thời gian nhưng mà vẫn rung động quỷ thần và trời đất, mở được 108 cửa trời. Vậy một hồi ba tiếng thay vì ba hồi chín tiếng thì chúng ta có ba tiếng đã được xác định để thay cho chín tiếng. Thế còn một hồi thì bao nhiêu? Tôi đã dự rất nhiều lễ lớn, đại lễ quốc gia, mà thấy ngay cả những vị nguyên thủ quốc gia, những nhà lãnh đạo cũng đánh không đúng số điểm của một hồi trống. Tôi đã nhận nha cẩn thận đếm thì thấy nhiều vị tùng 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 ba tiếng trước rồi, rồi tiếp theo trước khi kết thúc bằng ba tiếng nữa tùng 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 ấy, thì ở giữa người thì đánh 11 điểm, người đánh 12 điểm, người đánh 15 điểm, khua loạn lên như thế rồi dừng. Như vậy không đúng phép. Phải đánh một hồi là bao nhiêu điểm trống? Thì bây giờ tính ra rất dễ. 108 chia ra thành 3 hồi 9 tiếng thì ta lấy 108 trừ đi 9 tiếng thì còn 1 hồi là 1 phần 3 của 108 trừ đi 9, tức là còn 99 điểm trống chia 3. Như vậy thành ra 1 hồi là nhất định phải đủ 33 điểm trống. Nếu đánh 12, 13, 15, 17 tùy tiện rồi dừng lại là chúng ta vô hiệu hóa cái việc mở đủ 108 cửa trời. Vậy xin các vị nhớ cho, đánh trống khua chiêng rồi cũng phải tập để cho vị nào được cử ra làm cái việc linh thiêng này đấy, thì nhớ một hồi là 33 điểm, rồi kèm với lại 3 tiếng nữa là kết thúc cái việc đánh trống. Nhưng trống thì phải đánh trước, và cứ một tiếng trống thì một lời thưa đáp lại của chiêng, không được khua chiêng trước và trống sau. Thế là thưa các vị, tôi đã nói đến cái điều cần thiết thứ hai về trống và chiêng. Tôi nghĩ trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ hồ hởi, hớn hở, vui vẻ, thành kính nữa, đón cái bằng di tích cấp quốc gia. Và chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn. Như vậy, cố gắng thực hiện được hai vấn đề mà tôi vừa thưa, thì như vậy, chúng ta đã đáp ứng được cái tấm lòng của mọi người đối với thần linh, đối với lại sự nghiệp của quê hương, đất nước, từng gia tộc, từng dòng họ, từng gia đình và từng người một. Chúng tôi trước khi kết thúc xin có một lời bổ sung vào cái sự giới thiệu của thầy Phó Chủ tịch Văn xã của xã. Ấy là vừa rồi chúng tôi đã được giới thiệu rất long trọng hai nhân vật. Một là thầy Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, hai là tôi, giáo sư sử học. Nhưng còn một nhân vật thứ ba hôm nay cũng có mặt ở đây, rất quan trọng, và ông ấy còn ở cái cấp cao hơn nhiều, tức là Phó Tổng Cục trưởng Cục Công sản của Bộ Tài chính. Trong tay ông ấy là có tất cả công sản từ thành thị đến nông thôn ở đây. Nhắc đến thầy như vậy, tôi cũng
kèm luôn cả cái sự gợi ý tế nhị là thầy phó tổng cục trưởng Tổ Cô Giàn ấy, rất có tấm lòng đối với thần linh thánh thiện đất nước quê hương. Thầy đã bỏ công ra tôn tạo bảo vệ cả một cái khu lăng của Đức La Quý Công ở trên quê hương của thầy. Thầy đã xây dựng cả cái đình, cái chùa, đúc trương, làm đủ các thứ cho quê hương. Cho nên chắc là thầy cũng sẽ đồng lòng cùng với mọi người bỏ ra một chút công đức để trước mắt chúng ta có được cái trống và cái chiêng. Xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả các vị. Xin một lần nữa cảm ơn. Và tôi thì bây giờ cũng bắt đầu chồn chân rồi. Xin cảm ơn một lần nữa.